Hello, Đam Mê Câu Cá xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình sẽ câu cá hồ Gia Ui nha các bạn. Đây mình đã dăng cần ra rồi nè. Đó. Đây các bạn, tổng cộng là hết khoảng 15 cần câu máy nha các bạn. Đó, đây là những thành viên. Đây, đây là những thành viên ở trong kênh của mình đi câu chúng mình nha các bạn. Đây là hồ Gia Ui nha. Đây có cái nhà trà trắng nè. Đó. Cái nhà đỏ nó nằm ở sau kia kìa. Đó thấy nhà đỏ không? Đó đó. Đó kìa, nó có chớp chớp đỏ đó. Ở đây đây. Đó nhà đỏ các bạn. Đây mình thử cho mình xem thêm nhà đỏ nha. Đó. Hụt mè quá các bạn ơi. Rồi ok nha. Mồi câu ngày hôm nay là vừa câu cá mè và vừa câu lăng xê nha các bạn. Mồi đây. Mồi này đơn giản thôi. Đây. Bây giờ ok các bạn nha, bây giờ mình sẽ bắt đầu câu nha các bạn. Dưới kia có được con cá mè các bạn, chút xíu nữa đây mình sẽ nướng các bạn thưởng thức món cá mè thử coi nó tanh cỡ nào nha các bạn. Ok các bạn nha. Lên hàng các bạn ơi. Bự không? Được. To không? Bao sảy. Mọi lực đi. Mạnh luôn. Mạnh lên. To nhỏ gì? Mạnh lên. Thử coi nó mạnh hay là mình mạnh. Chứ câu cá mè mà cứ quay từ từ sợ sảy không quay làm gì. Tống lực vô. Nói rồi, bao sảy. Cứ đi theo Đam Mê Câu Cá là cỡ nào cũng chơi được hết. Bao sảy. Kéo thoải mái. Kéo thoải mái. Các bạn, mình quăng xa đó các bạn à. Mình quăng tới 6 mét lận. Thành viên mình quay vô nó lâu. Đây, vô kìa. Giỡn lên luôn, khỏi giật kia hết trơn á. Cái mẹ chứ giật. Giật hồi xưa rồi. Giỡn luôn. Lên luôn, đúng rồi, lên luôn. Đó chưa, hai lưỡi chưa, thấy rằng các bạn. Mình là ít khi câu cá mè lắm. Nhưng mà mình làm mồi, mình làm cái chùm cho ai mà câu cái bao sảy. Tôi tay đôi luôn. Này mà bao luôn. Mình thì ít câu cá mè nhưng mà mình làm mồi cho thằng em này nó câu thôi. Em này ghiền câu cá mè, cho ít khi câu cá trôi. Các bạn, sao bạn? Càng lời chưa? Mình nói với bạn rồi, mình không có biết, mình không phải là chuyên câu cá mè, nhưng mà khi mà cá nó ăn vô rồi thì nó dính rồi thì chờ năm sau nó sảy. Hả, lên bờ nó mới sảy mà. Cái này lên bờ nó sảy nha. Trời vỏ liền. Để đó cái này để anh bóp cho, anh quăng cho. Em quay cá thôi. Thôi các bạn. Tét mép luôn các bạn ơi. Đó mình đóng hai lưỡi thì ngày mai xảy ra các bạn. Ok. Có cái mình view giúp cho các bạn xem.